Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Trong video này chúng ta sẽ cùng đi khám phá xem lý do gì khiến những chú bò tót lại luôn hút vào những tấm vải màu đỏ. Chúng ta dường như ai cũng nghĩ rằng bò tót rất ghét màu đỏ. Trên truyền hình, trên mạng có rất nhiều thước phim, video về một trận đấu bò tót. Khi các võ sĩ cầm tấm vải đỏ vung lên thì con bò phản ứng một cách dữ dội nhất. Nó hộc tốc chạy đến lao vào tấm vải mà chiến đấu như với kẻ thù. Con vật to khỏe nặng đến hơn 800kg bắt đầu bị kích động, lao như điên hút vào tấm khăn và tấn công người dũng sĩ. Với cặp sừng to và sức mạnh kinh khủng, con bò tót có thể hất văng một người đàn ông xa đến cả chục mét, thậm chí là giết chết luôn người đó. Những hình ảnh này đã in sâu vào tâm trí hầu hết tất cả mọi người và tạo cho chúng ta một suy nghĩ rằng bò tót ghét màu đỏ. Nhưng sự thực thì bò tót không hề ghét màu đỏ, thậm chí chúng còn không thể biết màu đỏ là màu gì. Các bạn cần biết rằng, giới khoa học đã nghiên cứu và kết luận loài bò tót gần như là mù màu. Màu đỏ mà chúng ta nhìn thấy thì chúng sẽ nhìn thành màu xám. Vì cấu tạo của giống loài quy định nên bò tót không thể quét hết được các màu trong dải quang phổ. Màu sắc rực rỡ nhất mà chúng có thể nhìn được là màu cam. Bò tót cực kỳ bị kích thích với động tác ve vẫy chiếc khăn của đấu sĩ, có thể nói là chúng cảm thấy bị chọc tức thì đúng hơn. Chúng bị kích động theo bản năng, nhất là khi tiếng reo hò la hét của đám đông người xem, kết hợp với sự chọc ngoáy liên hồi bởi các thanh kiếm trên tay đấu sĩ khiến bò tót phát rồ. Nó chiến đấu vì giận dữ và vì muốn bảo vệ lãnh thổ của mình mà thôi. Để chứng minh cho luận điểm này, chương trình MythBus của đài Discovery cũng đã làm một thử nghiệm đối với loài bò tót. Những người tham gia đã sử dụng 3 màu khăn khác nhau bao gồm đỏ, trắng và xanh dương và đưa trước mặt có, trắng và xanh dương và đưa trước mặt con bò. Ban đầu con bò không có phản ứng gì, tuy nhiên sau khi họ thử phe vẫy chiếc khăn, y như rằng, con bò bắt đầu bị kích động và xông vào tấn công. Một bí mật lớn của bò tót mà rất ít người biết đó là, mắt của chúng có thể nhìn được góc 330 độ trong khi mắt người chỉ nhìn tối đa được 170 độ. Bởi vậy nên dù hai mắt của bò nằm ở hai bên nhưng nó vẫn có thể nhận biết được mọi thứ diễn ra trước mặt. Bởi vậy, bạn nào muốn không bị bò tót tấn công thì tốt nhất là đừng trêu chọc chúng. Còn bạn thích mặc màu gì cũng được. Nó chẳng bận tâm về sắc màu nhiều lắm đâu. Vậy tại sao con bò không thấy màu đỏ mà các đấu sĩ lại luôn mặc áo choàng đỏ? Câu trả lời là màu đỏ giúp các dũng sĩ đấu bò che giấu máu của con vật bị thương khi chiến đấu, và có thể cũng là máu của chính các đấu sĩ. Video trên đã lý giải việc bò tót luôn đuổi theo hút những tấm vải của những đấu sĩ, không phải vì chúng ghét màu đỏ phải không các bạn? Video của mình đến đây là kết thúc, rất mong các bạn muốn tìm hiểu những kiến thức thú vị khác hãy nhấn like và đăng ký kênh của mình nhé. Các bạn muốn tìm hiểu về điều gì hãy bình luận bên dưới video để mình cùng khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.